Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi đổ xăng lên đầu người để đốt tại quán bia Thảo Đen số 1381 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, về phía nạn nhân, người đàn ông này bị bỏng toàn thân 98% rất nguy kịch và đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện. Theo thông tin ban đầu chiều 22 tháng 2, công an phường Hoàng Liệt nhận tin báo về việc một người đàn ông bị đổ xăng đốt khi đang ngồi uống bia tại quán bia Thảo Đen, số 1381 đường Giải Phóng, thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, tổ công tác công an phường Hoàng Liệt đã đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Tạ Văn Hát sinh năm 1969, trú quận Hoàng Mai. Quá trình xác minh điều tra, đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hoang, sinh năm 1959, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, hành nghề lái xe ôm, đã đến trụ sở công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Hoang khai nhận nghi ngờ vợ mình có quan hệ ngoài luồng với ông Hát. Trước thời điểm xảy ra sự việc khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 2, khi đang chạy xe ôm ở khu vực bến xe nước ngầm, Hoang phát hiện vợ mình là bà PTN sinh năm 1971 bán nước chè tại bến xe nước ngầm và ông Hát đi từ hướng nhà nghỉ ra. Ông Hoang đã gọi ông Hát đứng lại nói chuyện nhưng ông Hát vẫn rời đi. Sau đó biết ông Hát thường đi uống bia cùng bạn tại quán bia trên đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt. Hoang đã đi mua xăng, đựng vào chai nhựa. Gần 16 giờ chiều cùng ngày, phát hiện ông Hát đang ngồi uống bia với bạn Hoang đã xông tới đổ xăng lên người ông hát rồi châm lửa đốt, gây án xong, Hoang về nhà kể lại sự việc với con rồi đi đầu thú. nghi phạm thừa nhận từ lâu đã nghi ngờ ông hát và vợ mình có mối quan hệ ngoài luồng. hai người đàn ông đã nhiều lần mâu thuẫn cãi chửi nhau. lãnh đạo công an quận Hoàng Mai cho biết, vợ nghi phạm khẳng định không có chuyện như Nguyễn Văn Hoàng nói. vụ việc đang được điều tra làm rõ. mới đây, công an thành phố Bảo Lộc cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Vũ Nhật Quang, 44 tuổi, ngụ tại phường 2 thành phố Bảo Lộc về hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời củng cố chứng cứ để xử lý hành vi cố ý gây thương tích của đối tượng. Trước đó, vào đêm ngày 21 tháng 2, tại đường Huỳnh Thúc Kháng thành phố Bảo Lộc, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Bảo Lộc cùng lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Lâm Đồng đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo kế hoạch phát hiện ông nguyễn vũ nhật quang đang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn vi phạm nồng độ cồn nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra tuy nhiên ông quang không chấp hành điều khiển xe bỏ chạy tổ công tác đã giao nhiệm vụ cho thượng úy đoàn nhật hà cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố và trung úy nguyễn minh trung cán bộ tiểu đoàn cảnh sát cơ động sử dụng xe mô tô chuyên dụng bám theo yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng ông quang vẫn không chấp hành khi đến trước cổng nhà trên đường Mạc Đĩnh Chi phường 2, ông Quang bảo người thân dắt xe vào trong nhà để trốn tránh. Lúc này, Thượng úy Hà đã dùng tay để giữ chiếc xe máy vi phạm thì bị ông Quang sử dụng thanh sắt đánh vào tay. Hậu quả khiến Thượng úy Hà bị gãy xương trụ cẳng tay trái. Thượng úy Hà được đưa đến bệnh viện Hai Lâm Đồng cấp cứu và hiện đang được chuyển về thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Sau khi tấn công Thượng úy Hà, ông Quang tiếp tục dắt xe máy vào nhà rồi khóa trái cửa, không chấp hành các yêu cầu của lực lượng làm nhiệm vụ. Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo công an thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ có mặt điều tra làm rõ vụ việc. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của ông Quang là 0,378mg trên lít khí thở. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Quang để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Mới đây, trước luận ý kiến thắc mắc về việc một nữ tài xế ở Đắk Lắk bị phạt kịch khung Vi phạm nồng độ cồn nhưng không bị tước giấy phép lái xe, ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra việc tham mưu và ban hành quyết định xử phạt hành chính kịch khung, một phụ nữ vi phạm nồng độ cồn nhưng không tước giấy phép lái xe sẽ sửa ngay nếu sai, ông Chiến nói. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có ý kiến như trên sau khi tiếp nhận phản ánh từ phóng viên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo nguồn tin cho biết, trước đó, ngày 22 tháng 2, ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà NTH 38 tuổi, ngụ phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tổng cộng 51 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh phạt bà H 35 triệu đồng do điều khiển ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên một lít khí thở, quyết định phạt bà H 11 triệu đồng do không có giấy phép lái xe phạt 5 triệu đồng do không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Điều đáng nói trong quyết định xử phạt không có hình thức phạt bổ sung nên bà Hát không bị tước giấy phép lái xe. Thông tin này khiến nhiều người thắc mắc vì với mức vi phạm của nữ tài xế này chắc chắn sẽ bị tước giấy phép lái xe có thời hạn. Được biết, quyết định xử phạt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông được ban hành theo đề nghị của trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa tại tờ trình ngày 19 tháng 2 các hành vi bị xử phạt căn cứ theo biên bản vi phạm hành chính do Công an thành phố Gia Nghĩa lập hôm 12 tháng 2. Theo đại diện đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Gia Nghĩa, đơn vị này không tham mưu hình thức phạt bổ sung, không tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với bà NTH do bà này không có giấy phép lái xe. Vì không có giấy phép lái xe thì đâu áp dụng hình thức phạt bổ sung được. Trước khi ký quyết định, anh Lê Văn Chiến cũng hỏi đi hỏi lại việc này, đại diện đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Gia Nghĩa nói. Trong khi đó, nguồn tin từ Sở Giao thông Vận tải Đắk Nông xác nhận, bà NTH đã được sở này cấp giấy phép lái xe hạng B2 hôm 14 tháng 1 trước khi bà H vi phạm. Liên quan đến vụ việc trên, theo luật sư Nguyễn Thanh Huy, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đắk Nông nêu quan điểm, nếu người tham gia giao thông có giấy phép lái xe nhưng giấu đi hoặc khai không có thì cơ quan tham mưu ra quyết định xử phạt hành chính phải có trách nhiệm rà soát xác minh đầy đủ lực lượng cảnh sát giao thông phải liên hệ với sở giao thông vận tải hoặc đơn vị có thẩm quyền xác minh kiểm tra người điều khiển phương tiện vi phạm đã được cấp giấy phép lái xe hay chưa để có hướng xử lý tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính người tham gia giao thông khai không có giấy phép lái xe nhưng xác minh là có thì vẫn phải áp dụng hình thức tước giấy phép lái xe theo quy định luật sư nguyễn thanh huy nói sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, một lãnh đạo công an thành phố Gia Nghĩa nói cơ quan này đang kiểm tra lại việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính đối với trường hợp trên. Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Liên quan đến vụ việc mổ nhầm bệnh nhân xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng vào ngày 20 tháng 2, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẳng định không có việc mổ nhầm tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, sai sót đến giờ không để lại hậu quả về sức khỏe. Theo trình bày của ông Trịnh Văn Quyết ngày 20 tháng 2, có hai trường hợp đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Một là ông Nguyễn Trọng Nghĩa tiền sử phẫu thuật nên có đặt ống thông dẫn dịch tại Bàng Quang vào ngày 2 tháng 10. Cùng sáng hôm đó, ông Nguyễn Hồng Hải, người bị nhầm, có tiền sử phẫu thuật lấy sỏi san hô cách đây 17 năm tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng đến khám, ông Hải có triệu chứng tiểu buốt, tiểu rát. Cả hai bệnh nhân trên đều được chỉ định chụp x-quang. Vào lúc 9 giờ 48 phút ngày 20 tháng 2, kỹ thuật viên Nguyễn Đức Trường là nhân viên khoa chẩn đoán hình ảnh gọi tên mời bệnh nhân Nguyễn Trọng Nghĩa vào phòng chụp X quang. Tuy nhiên, bệnh nhân Nguyễn Hồng Hải lại bước vào phòng chụp X quang và ngược lại. Do không kiểm tra lại thông tin của người bệnh trước khi chụp nên để xảy ra sự cố nhầm lẫn về kết quả X quang của hai bệnh nhân này. Sau khi có kết quả phim X quang, bác sĩ Dương Xuân Kỳ, bác sĩ điều trị khoa ngoại tổng hợp đã khám, hỏi tiền sử bệnh của bệnh nhân Nguyễn Hồng Hải. Bệnh nhân khai cách đây khoảng 17 năm có mổ hệ tiết niệu tại thành phố Hồ Chí Minh từ đó đến nay không đi tái khám lại tại thành phố này cũng như bệnh viện đa khoa tỉnh hiện đau nhiều bên trái khi trao nhầm kết quả phim rõ như thế nên các bác sĩ đã tiến hành nội soi để lấy ống thông dẫn dịch thực tế không phải mổ báo chí nêu mổ là chưa đúng Mổ như bạn đọc hiểu là đưa lên bàn dao kéo can thiệp, phanh ra, nhưng thực chất cái này là ống thông dẫn dịch nên chỉ thực hiện thủ thuật nội soi và bằng quang để rút ra, Phó Giám đốc Sở Y tế trình bày. Ông Quyết cũng chia sẻ, việc nói mổ nhầm, mổ oan là chưa chính xác, có xảy ra sự việc nhầm lẫn là đúng, sau đó khi tiến hành nội soi thì phát hiện ra nhầm lẫn nhân viên bệnh viện điện cho người nhà bệnh nhân và điện thoại ban giám đốc báo cáo sự việc sau khi xảy ra sự việc nhầm lẫn nhân viên chẩn đoán hình ảnh có điện trao đổi và xin lỗi người nhà tại thời điểm đó khi sự việc xảy ra đã không xảy ra đôi co hay to tiếng gì cùng ngày bác sĩ khoa ngoại cũng kiểm tra sức khỏe đối với ông hải người bị nội soi nhầm còn đối với ông nghĩa người bệnh được đặt ống thông dịch dẫn lưu cũng được nội soi và rút ra bình thường theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, hiện việc nhầm lẫn không để lại hậu quả gì về sức khỏe. Sau sự việc, bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã họp khẩn, phân tích rút kinh nghiệm cũng liên quan việc này, Sở Y tế đã ban hành văn bản yêu cầu bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng báo cáo vụ việc trước 14 giờ ngày 22 tháng 2. Sở cũng yêu cầu đơn vị bệnh viện đến thăm hỏi bệnh nhân hiện bệnh viện đã có báo cáo gửi sở y tế trình bày vụ việc và đã họp khẩn cấp phân tích rút kinh nghiệm bệnh viện cũng đã cử lãnh đạo và một số đồng chí thành viên trong ekip xuống tận nhà người bệnh nguyễn hồng hải thăm hỏi động viên hiện người bệnh cũng không có thắc mắc và sức khỏe cũng ổn định theo ông quyết hiện sở y tế tỉnh lâm đồng đang tổng hợp mọi vấn đề để báo cáo liên bộ bên cạnh đó sở y tế cũng ban hành văn bản gấp gửi các sở y tế trong toàn tỉnh chấn chỉnh hoạt động chuyên môn